với chị đến với hạ giá hết. Ngày hôm nay chúng em chuyện nào? Và kính mời chú bác của anh chị nào? Đã đâu hút thuốc lá thì 40.000 đồng. 40.000 đồng.
Chị trong phiên chợ ngày nay luôn nào. Các
người đi đến, người xa đi về, người từ nhà thì vừa mới ra, người từ xa thì vừa mới đến, người từ trên thì vừa mới đi xuống, mà người từ dưới thì vừa mới... Còn bộ thì chú bác quay quý chị chỉ còn 50.000 đồng, 100.000 hôm nào. Quay thì treo đang bán giá là 120.000 đồng đến 150.000 đồng. Vậy được tiết chợ ngày hôm nay chúng em thanh lý xa hàng. Xa hàng chỉ còn 50.000 đồng, 100.000 tinh hoa hôm nào. Anh em chân bước dẻo đến gian hàng mà tinh hoa thành ý cho con cô gì chú bác ngoài của chị hôm nào. Chỉ còn 50.000 đồng, 100.000 hôm nào. Hạ giá hết tâm cho con cô gì chú bác ngoài của chị hôm nào. Lao, và kính mời bà con cô gì chú bác ngoài của chị hôm nào. Về đến tiết chợ ngày hôm nay chúng em thanh lý xả hàng chỉ còn 50.000 đồng một chiếc màn tinh hoa nào. Hạ giá hết tân cho bà con cô gì chú bác quay quý chị trong phiên chợ ngày mai nào. Anh em trên bước dẻo đến gian hàng mà tinh hoa thanh lý cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Chỉ còn 50.000 đồng một chiếc màn, 50.000 đồng một chiếc màn nào. Hạ giá hết tân cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Trong buổi chợ ngày nay nó nào thanh lý hạ giá hết tâm cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Đấy, hoàn đẹp ơi là đẹp mà rẻ ơi là rẻ, nghìn đồng thì chả đáng là bao luôn nào. Đấy mà đàn bà ăn trầu thì nhả bã, mà đàn ông hút thuốc lá thì hút chốc rồi cũng tiêu tan luôn nào. Thanh lý xả hàng một chiếc màn luôn nào. Ngoài thị trường đang bán giá là 120.000 đồng đến 150.000 đồng. Bà con cô gì chú bác quay quý chị. Đám này đang lát từ xa, mà lát cả từ đôi ba phía. Anh em chân bước dẻo đến gian hàng. Bác quay quý chị nào. Lao, và kính mời bà con cô gì chú bác quay quý chị. Hãy anh chân bước dẻo trên các đèo đường. Quay trở lại để tham gia những mặt hàng siêu giá rẻ luôn nào. Đấy, công ty mà tuyên hoa sẽ cho bà con cô gì chú bác quay quý chị chỉ còn 50.000 đồng. 50.000 đồng một chiếc màn luôn nào. Mà 50.000 đồng thì chả đáng là bao luôn nào. Đấy mà đàn bà ăn trầu thì nhả bã, mà đàn ông hút thuốc lá thì mới toanh toành luôn nào. Hạ giá hết tâm cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Và kính mời cô gì chú bác quay quý chị đến với một chiếc màn tuyên hoa luôn nào. Thanh lý xả hàng cho bà con cô gì chú bác quay quý chị trong phía. Trên các đầu đường quay trở về xem và mua lựa chọn luôn nào. Đấy, mà tinh hoa thanh lý cho bà con. Kính mời các bà con cô gì chú bác quay quý chị. Đấy, mà đang lát từ xa, mà lát cả từ đôi ba phía. Anh chân bước dẻo đến gian hàng mà tinh hoa thanh lý cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Chỉ còn 50.000 đồng một chiếc màn luôn nào. Để tham gia những mặt hàng siêu giá rẻ luôn nào. Đấy, công ty mà tuyên hoa Sài Gòn thanh lý cho bà con cô gì chú bác quay quý chị trong buổi chợ ngày nay luôn nào. Thanh lý hạ giá hết tâm cho bà con cô gì chú bác quay quý chị nào. Đấy, bao thì trả đáng là bao luôn nào. Đấy, mà đàn bà ăn trầu thì nhả bã, mà đàn ông hút thuốc lá thì hút chốc rồi cũng tiêu tan luôn. Ngày nay luôn nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổng viên chợ ngày nay đâu nào. Và xin chào kính mời bà con cô chú chú bác này quý chị. Đây mình đang lát từ xa 50.000 đồng một chiếc vàng đâu nào. Là giá hết. Còn một cái chú bác này quý chị đâu nào. Kính mời bà con cô chú chú bác này quý chị đâu nào. Đấy, mà rẻ hơn là rẻ hơn là rẻ hơn là rẻ hơn là rẻ hơn nào. Thân ý cho bà con cô chú chú bác này quý chị chỉ còn 50.000 đồng. 50.000 đồng, 50.000 đồng một chiếc vàng đâu nào. Và 50.000 đồng thì chả đáng là bao nhiêu nào. Đấy, và đang ra ăn trâu thì nhà bà thuốc lá thì hút chốc rồi cũng tiêu tan đâu nào. Thanh hàng mới tinh, toàn hàng mới tinh, tình mới toanh 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 đâu nào. Hạ giá 50.000 đồng thì chả đáng là bao đâu nào. Đấy, con đang ra ăn trường thì nhà bà con đang hút tiêu đang bán giá là 120.000 đồng đến 150.000 đồng. Vậy là xin lượng ngày hôm nay chúng em thanh lý giá hàng. Chị có đẹp